Xin chào tất cả các bạn. Mới chơi Miniwar 2020 thì một số bạn chắc không biết cách đổi tên. Hôm nay mình sẽ dạy các bạn cách đổi tên nhé. Như sau, các bạn sẽ ấn vào hình răng cưa ở góc bên phải, hiện lên cài đặt game. Nhấn vào cài đặt game, bạn nhìn này, có phần nick lên tên của mình này, giải trí MTP bạn nhé. Có cái bút bên cạnh, bạn đánh vào bút đó, các bạn sẽ thay đổi tên ở đây. Bạn nhập tên mà bạn thay đổi là cái gì, bạn thay đổi đó, bạn thay đổi xong vẫn ok. Các bạn đã thay đổi lần đầu tiên thì sẽ không mất tiền nhé, nhưng mình đã thay đổi rồi nên lần này mình thay đổi lần thứ hai sẽ mất 300 tiền đấy. Mình không có tiền nên mình sẽ không thay đổi bạn nhé, mình sẽ giữ lấy cái tên này thôi. Nhưng các bạn nào chưa biết thay đổi tên sẽ tìm đến video này, các bạn nhớ làm theo nhé. Tạm biệt, hẹn các bạn ở video lần sau.